Em xin chào các bác nhé. Hiện nay là phiên của buổi sáng của ngày 19 tháng 10 năm 2024. Sáng nay nhà vườn Lan Cường Thúy nhà em sẽ lên một video giới thiệu với các bác rất là nhiều mặt hàng. Trong đó chủ lực mặt hàng của nhà em nó là đai châu Thái, giá tình thương mến thương. Trời ơi, bông hoa nhà em, bông hoa Vanda nó mới nở, đẹp chưa này mọi người ơi. Cái bụi này nhà em trồng bao nhiêu năm nay này, bụi rất là to. Đấy, em nói ngoài lề một chút. Các bác đặt hàng liên hệ với em qua số điện thoại 0981 550 768 và số điện thoại 0817 89 2229. Bên cơ sở nhà em có nhận ship hàng toàn quốc, phí ship bên nhà em là đồng giá là 35k và em không bao ship nhá. Mọi người nghe rõ dùm em. Đây này, cái cây nhà em, cây Vanda nhà em trồng năm nào nó cũng ra hoa, mấy lần ra hoa liên tục, các bác theo dõi nhà em thì biết này. Đó, em sẽ quay điểm lướt qua một số mặt hàng đang có tại vườn nhà em đây. Chủ lực của nó vẫn là trâu nhá. Kính thưa các loại trâu, trâu đứng, trâu nằm, trâu ngồi. Đây là dưới một góc vườn dưới nhá. Trâu đứng, trâu nằm, trâu ngồi này. Các loại trâu. Ngoài những cái mặt trâu, mặt hàng trâu rẻ tiền ra, em vẫn còn rất là nhiều hàng VIP nhá mọi người nhá. Rất là nhiều hàng VIP. Và đây là trâu lai này. Trâu lai này, nhạn này. Đấy, trâu lai nhạn này. Đó, trâu vàng này. Rồi, nó mênh mông lắm mọi người ơi. Châu VIP nhà em đây. VIP để VIP trung bình nhá. Còn VIP nữa thì nó lại ở trên nhà. Rất chi là nhiều. Hoàng hậu này. Hoàng hậu này. Vợ vua này. Vợ vua này. Vanda kim này. Vanda kim, Vanda thường. Rất chi là nhiều loại. Các bác mình đặt hàng thì alo cho em nhé. Sau đây em sẽ đi vào báo giá chi tiết từng mặt hàng một ạ. Đó, rất chi là nhiều luôn. Sau đây em sẽ lên một số cái mã châu Thái siêu to đại tướng và giá cực kỳ tí hon nha mọi người nhá. Và cái hàng này nó có thể nó sẽ hơi lỗi một xíu xíu. Các bác nghe rõ dùm em nhá. Cây nó thì trong tình trạng cây có nụ, cây chưa có nụ. Thì bây giờ nó mới là đầu mùa. Cho nên là em không thể là cây nào em cũng vạch ra em báo cho các bác là có nụ hay là bao nhiêu cái nụ nhá. Mọi người thông cảm cho em. Em bảo hành là hàng này hàng hoa Tết nhá. Các bác ơi, toàn những cây to đại tướng như thế này thì các bác cứ yên tâm đi. Em Thúy bảo hành nhá. Hàng nó sẽ hơi lỗi một xíu. Đây em cho các bác xem mặt hoa Thái này. Mặt hoa Thái nhà em nó cực kỳ là nhiều màu. Đỏ đốm, sắc pháo, vàng, hồng cánh sen, cam nửa. Rồi chấm bi. Chấm bi đỏ đốm rất là nhiều này. Đỏ ngọc trai này. Đỏ mun này, rượu mận này. Rồi ôi, xanh cốm vân vân rất là chi là nhiều màu. Đấy, trên mỗi một đơn hàng thì em Thúy sẽ nhặt lộn xộn nhiều màu cho mọi người. Em đánh tiếp mã số B55. Và khi các bác đặt hàng thì các bác lưu ý hộ em, nói rõ mã số và giá tiền. Và cái giá này em nói lại một lần nữa là nhà em không bao ship mọi người nhá. Tránh tình trạng các bác cứ đặt hàng xong em lúc em chốt hàng em có nói mà đến nơi các bác bảo là ơ mẹ a bao ship cơ mà không có nhá. Và hàng sẽ hơi lỗi một xíu. Mã B55, 2 cây, 370.000. Đây mọi người ơi, cây thứ nhất này, siêu to đại tướng nhá. Gọi là siêu đại tướng, lá cực kỳ dày. Lá chân nó có thể nó sẽ hơi lỗi một xíu. Đấy, cây này em nhìn thấy có nụ rồi. Một này, một mẹ một con này. Cây thứ hai này. Đấy, cây này cây to thì em có thể em nhìn nụ. Cây này cũng có nụ rồi nhá. Hai cây này. Siêu to nó khổng lồ luôn mọi người ơi. Này, đôi 4, 6, 8, 9 cặp lá rồi nhá. Có 370.000 hai cây thôi. Đóng vào một cái thùng, như các bác nào mua nhà em biết ở đây, cái thùng nó trông nó, nhìn thấy cái thùng hàng trông nó đã chết ngất rồi vì tội to tướng, không có thùng đóng. B56 gồm có hai chậu giá 360.000. Một này mọi người ơi. Một này. Hai này. Rồi con này con bò sữa cực kỳ to luôn nhá. Hai này, siêu cánh buồm luôn nhá. Và mọi người ơi, mọi người nhìn tay em đo nhá. Tay em đo cái cây như nào mọi người tưởng tượng ra. Hôm qua em nói thật đi, có một sư thầy. Đây có một sư thầy, chả hoan hí một thỉ một tí nào cả. Sư hỏi từ giò to đến giò nhỏ. Xong thư sư lôi sức danh của nhà chùa ra. Thì em nói thật, người mình ai em cũng bán rất là thật thà luôn. Chứ không phải là nhà chùa em bán thật thà. Mà em quay như vậy rồi về sư bỏ ra, sư bảo cây bé lắm, không như hình. Em bảo thế bây giờ sư bảo cây bé, ừ ok, sư bây giờ sư mở, thầy mới mở cái video ra thầy xem là từ cái vết, từ cái rễ xem nó có giống không, có thể là quay trông nó phóng đại. Đấy, nơi chùa, nói chung là nhà chùa chả hoan hỉ tí nào cả. Đây em
Em đo bàn tay em nhé, mọi người nhìn hộ em nhé. Đấy, ví dụ như cái lá này thì nó cây to thì nó được hai chiều dài, nó được hai găng tay em nhé mọi người nhé. Đấy, nói chung là như kiểu là sư muốn là kiểu như là công đức ý. Thôi em không nói nữa. Nhà, mã số B57 này, 3 chậu 4 cây giá 360.000. Tang cây này nó sẽ bé hơn một chút nhé mọi người nhé. Mọi người còn nhìn găng tay em này. Một này, cây thứ nhất này. Mọi người lưu ý hộ em, cây nó sẽ hơi lỗi một xíu. Tất cả đều có cuống hoa cũ rồi. Cây cực kỳ to luôn nhá. Và cái này thì em không phạch ra là xem là nó có bao nhiêu nụ hoa nhá. Này, cái này lá nó dài có thể là hơn 2 găng tay này. Đấy, 2 cây này. 3 cây này. Đấy, chậu này chậu cây đôi nhá. Rồi, mít rụt to chưa này. 3 chậu 4 cây giá có 360.000 thôi. Mã B57 này. Tiếp đến mã B58 gồm có 4 chậu giá 390.000. Cây to hơn thì nó sẽ đắt hơn nhá. Hàng nó sẽ hơi lỗi một xíu nhá. Em nói lại một lần nữa, 1 này. 2 này lỗi cái gì? Thí dụ lá chân thì nó sẽ bẩn này, đây là bẩn nhá. Hoặc là nó chấm chấm một tí này, thi thoảng nhá mọi người nhá. 2 này. Trời ơi, toàn cây to đại tướng, sao cái mớ này to thế? 3 này. Ôi, vĩ đại luôn đi ạ. 3 cây, cây này bỏ lá chỗ này nhá. 3 này, 4 cây siêu to khổng lồ luôn. Cây này mít này, mít rụt rịt, tiếng lá chân nó bị như này nhá. Về các bác kệ nó, chả sao cả, nó vẫn ra hoa đẹp là được. Mình ghép lũa nhá, cây nọ che cây kia che hết đi. Mã số B58, 4 chậu giá 390.000. Một cái đống gọi là cực kỳ là to luôn nhá. Tiếp đến một cái đống này, em bán hàng đống. Mã B59, 4 chậu 360.000. Mít rụt của em này. Mọi người ơi, trông nó như này thôi nhưng mà nó sẽ hơi lỗi một xíu nhá. Một cây này. Hai cây này. Cây này lỗi một xíu ở đây nhá mọi người nhá. Lỗi vận chuyển đấy ạ. Ba cây này. Đấy, tất cả đều có cuống hoa cũ hết rồi. Bốn cây này. Nhiều bác hỏi em rằng là sao không thấy cuống hoa cũ. Mọi người ơi, có thể nó khô, nó rụng đi. Cái nào mà nó chưa rụng thì nó vẫn còn đây nhá. Các bác đừng hỏi em là bây giờ tôi phải có cuống hoa cũ tôi mới lấy. Em khẳng định luôn, cái cây này mà còn không có cuống hoa cũ thì cây nào không ra hoa rồi thì cây nào nó ra hoa mọi người nhá. Nhưng mọi người các bác đừng kỹ tính hộ em. Đấy, cây này có nụ rồi. Đống này là 4 chậu giá bao nhiêu nhở? Em vừa nói em lại quên rồi. 4 chậu. Mã B59 4 chậu giá 360.000. Tiếp theo đây em sẽ lên một số mặt hàng siêu hot hit luôn. Tiếp theo đây em sẽ giới thiệu với các bác một mặt hàng nữa là cái hàng này thì bình thường như là nếu mà người ta cũng có sẽ rất là nhiều tên gọi nhưng mà nó thuộc dòng hoàng thảo lông nhá. Hàng đang nụ này, hàng đang nụ. Em cho các bác xem mặt hoa này, đó là Damari, Damari. Đó. Hoa cực kỳ là bền luôn mọi người nhá. Hàng này là em chia sẻ với các bác là hàng đang nụ đây. Hàng ôi nó cập kênh, cập kênh. Đây, hàng đang nụ nhá. Có cây nụ to, có cây nụ nhỏ. Em chia sẻ cho các bác giá là bao nhiêu nhỉ? 110.000. 110.000 một cái chậu như thế này mọi người nhá. Cái này thì hoa ra quanh năm này. Hàng này đang có nụ và đang có hoa, nhưng em sẽ không bảo hành nụ, bảo hành hoa cho các bác đâu. Trong quá trình vận chuyển thì nhiều bác khó tính lắm. Cái hàng hoa này thì thực ra nó cũng không làm sao, nhưng mà nhiều bác ví dụ dụng một tí hoặc xước một tí các bác bắt đèn. Thôi thà em bán luôn cái hàng giống này, em bán không nụ luôn, không nụ không hoa luôn. Em chia sẻ với các bác giá là 110.000 một chậu. Shop khác người ta đang bán 130.000 đấy ạ. Và các bác mua 5 chậu thì em miễn phí ship nhá. Rồi đây này. Bác ơi, các bác ơi, bông hoa nó nở phê chưa này. Siêu to luôn nhá. Đây này nó mới hé hé nhá. Đó, 110.000 một chậu này. Cây nào cũng có nụ luôn nhá. Cái này về thì các bác xên sang chậu cho em. Sang chậu cho em để cho nó ra đất mới, nó đẻ này. Ôi giời ơi. Nụ nhá. Nụ này, hoa đẹp lắm ý. 110.000 một chậu Damari, hay là các bác cứ gọi tắt là hoàng thảo lông cho em. Hoàng thảo lông cho em nhá. Ôi yêu lắm. Đó, yêu cực kỳ luôn ý. Đấy các bác ơi, mua đi rẻ lắm. Và đây là cái dòng Cattleya mới, nhà em mới cập bến nhá. Dòng lá mít, cây cực kỳ đẹp luôn. Hôm nay em về được rất là nhiều mặt hoa. Mặt hoa này nó toàn những mặt hoa lai, tên nó tên tiếng Anh. Khó gọi thì em cho các bác xem mặt hoa ở nhà vườn đưa cho em đây. Đó. Mọi người tí nữa có một số cây nó nở bói em sẽ xeo cho mọi người xem này. Đây này, toàn những tên tiếng Anh khó đọc lắm các bác ạ. Những cái cây này có khi là nó
em chưa kịp đặt tiếng Việt, Bangkok Go này, Amazing này, ngôi sao Brazil này, tím này, Valentine này. Đó, rất là nhiều luôn mọi người ơi, toàn mặt hoa đẹp tuyệt vời luôn. Đây có một số cây nữa đã nở bói thực tế đây, em cho mọi người xem nhá. Yêu cực kỳ luôn, yêu cực kỳ luôn nhá. Đó này, nó mới hé hé thôi mà mới để ở trong thùng nó ra ấy, nó nở chưa căng. Trắng trắng, tím 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 nhạt này, tím họng vàng đây. Đó, còn mấy cây này đang nụ này, đang nụ này chưa nở này. Nụ đây nha mọi người nhá, nụ chưa nở này. Nhiều cây nụ lắm. Đó, vàng lưỡi đỏ này. Đó, nó gọi là khó gọi lắm. Đó, cái này là vàng đậm hơn nhá. Cái này nó chưa nở hé, nó mới nở hé này. Nó chưa nở hết và cái dòng này dòng hoa chung chứ không phải hoa đại nha mọi người nhá. Đấy, hàng nụ này. Nhưng em Thúy sẽ chia sẻ cho mọi người, em bán cho mọi người giá hàng giá không nụ. Hàng này hàng cát hoa nở quanh năm. Bây giờ mình mua về là có thể là mình chơi được hoa Tết đây. Cái này thì em cũng không dám chắc chắn được Tết hay không, nhưng mà hầu như là được chơi Tết nhá. Một số cây này đang có rất là nhiều cây có mèo nhá. Nhưng em bán hàng không mèo này. Một chậu như thế này em Thúy chia sẻ cho mọi người giá là 90k một chậu. Các bác mua 10 chậu em miễn phí ship 10 chậu nhá mọi người nhá. Ở shop khác người ta đang bán 130.000 đấy, nhưng em bán có 90.000 thôi. Cho nên là các bác ơi, các bác đừng mặc cả em nhá, đừng mặc cả bao ship hay không bao ship. Cây đẹp cực kỳ luôn. Và cây to cây nhỏ, chậu ít ít ý là chậu nhiều thân hay chậu ít thân, nó phụ thuộc vào mặt hoa nhá. Đẹp long lanh luôn các bác ơi, đẹp cực kỳ luôn đấy, gọi là nó là tuyệt vời luôn. Đó, 90k một chậu nhá mọi người nhá. Đây này, hàng này về thì các bác chỉ việc gọi là sang chậu đi, để cho nó đẻ ra một cái chậu, cho sang cái chậu mới thì cho nó đẻ nhiều con nhá. Ôi nó gọi là ôi tuyệt vời luôn đấy mọi người ạ. Ôi tuyệt vời luôn đấy. Đấy, yêu lắm. Tiếp theo đây em Thúy giới thiệu với các bác một mặt hàng nữa là siêu đáng yêu luôn nhá. Châu lai nhá, châu lai với hoàng nhạn. Lá cực kỳ to luôn các bác ơi. Nó cây nó gọi là đẹp mướt mát. Và cái dòng này nhá, em cho các bác xem mặt hoa đây. Bông hoa cần bông của nó phải 80 đến 1 mét nhá. Hoa nở cực kỳ lâu tàn. Nó chơi vật mình chơi tầm được khoảng từ lúc lên nụ cho đến tục tàn hoa là tầm 4 tháng nhá. Hoa nở quanh năm, nó có 3 màu hoa. Đây em cho lại các bác xem màu trắng này, trắng lưỡi hồng này, màu cam này, cam này và màu đỏ nhá mọi người nhá. Và màu đỏ. Cái này thì nó gọi là thơm cực kỳ, nó đã nở thực tế ở nhà em rất là nhiều luôn. Nhà em có một cây mẫu mai em sẽ quay cho mọi người xem. Một chậu hai cây như thế này, em Thúy chia sẻ cho mọi người giá là chỉ có 130.000 một chậu thôi. Và các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Shop khác người ta đang bán 160 đấy ạ. Đây em bán có 130.000 thôi. Giá quá rẻ luôn mọi người này. Giá quá rẻ luôn nhá. Yêu lắm. Cứ một chậu hai cây các bác mua về các bác ghép cho em. Và cái hàng này thì thi thoảng cái lá chân nó sẽ lỗi một chút nhá. Các bác mua các bác về thí dụ trong quá trình vận chuyển nó có bị hơi bị xước xát thì các bác đừng trừ tiền em Thúy. Khổ thân em ra nhá. Hàng này về là bây giờ là mọi người trồng, là mọi người là có thể gọi là 90 mấy% mọi người chơi được hoa Tết rồi đây. 90 mấy% được chơi hoa Tết rồi nhá. Em không dám hứa thì tại có cây có thể là mình do quá trình mình chăm sóc nó không lên được chẳng hạn. Các bác chắc chắn nhất thì các bác cứ kích hoa cho em. Mua một loại kích hoa của Thái, nhà em bán có 50.000 thôi. Đấy, về mình cứ tưới rất là được nhiều loại hoa. 130.000 một chậu hai cây nhá, giá quá hời luôn. Dòng này dòng dễ gió nhá mọi người nhá. Đấy, các bác cứ 10 đến 10 ngày các bác cho ăn phân thuốc một lần và về các bác sang chậu cho em. Có nghĩa là đẩy cái cốc, đẩy cái chậu nhựa này ra, để nguyên cả một cái giá thẻ này vào một cái chậu mới. Trồng cây là rất là ok, Tết là mình được ngắm hoa này, bông hoa nó dài hàng mét luôn. Yêu cực kỳ luôn. Em giới thiệu tiếp với các bác một mặt hàng nó Vanda lá kim nữa nhá các bác nhá. Vanda lá kim. Dòng cây này dòng cây hoa to nhá mọi người nhá. Đấy, hôm nay em về chỉ được có một, em thấy cái mặt hoa này nó đẹp nhất thì em lấy này. Đây là mặt hoa mẫu thôi nhá mọi người nhá. Còn em bán này em bán hàng giống. Có thể là cây nó có nụ này,
Nhưng mà nụ về thì em không bảo hành được nụ nhá mọi người nhá. Cây cực kỳ cao to luôn. Mọi người nhìn em này. Đấy, cây cao to cực kỳ. Cái vanda này, vanda kim, được mệnh danh là cái dòng hoa siêu hoa mà rất là dễ trồng luôn nhá. Rất là dễ trồng luôn. Đó, mặt hoa thực tế đây. Đấy, cây này. Cây đang có nụ nhưng em không bảo hành nụ mọi người nhá. Em không bảo hành nụ. Hàng này em Thúy sẽ chia sẻ cho mọi người giá là 90.000 một chậu. Một chậu như này nhá, cao to như thế này. 90.000 một chậu. Các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship. Đó, 90.000 một chậu nhá mọi người nhá. 90.000 một chậu, cái này về thì các bác mua đi 5 chậu về ghép thành một bụi lớn này. Rất là ok luôn nhá. Rất là ok luôn. Dòng này dễ trồng lắm mọi người ơi. Dễ trồng, dễ sai hoa. Và cái hàng này là, hàng này là nó đang trong tình trạng có nụ, có hoa. Nhưng em không bảo hành nhá. Em nói rõ rồi đấy. Đấy, cây vanda kim này, cây cực kỳ cao to luôn nhá. Mọi người ơi, em đo găng tay cho mọi người xem nhá. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, 4. Có cây nó sẽ dài hơn một chút và có cây nó sẽ ngắn hơn một chút nhá. Giá thì cực kỳ yêu luôn. Có 90.000 một chậu thôi. Mua nhanh kiểu hết này các bác ơi. Đẹp nhá. Hoa đẹp mà. Hoa lại còn thơm nữa này. Đấy, thơm thơm, cái mùi thơm thì thơm nhẹ nhẹ thôi mọi người nhá. Em nó có nhiều màu hoa lắm, nhưng em thấy cái màu hoa này nó đẹp nhất, nó bắt mắt nhất thì em lấy. Nó có thể là cái, có những cái bông nó đậm hơn, có những cái bông nó sẽ nhạt hơn một chút nhá. 90.000 một chậu. Em giới thiệu với các bác một dòng nhạn Laikoki của nhà em nhá. Nhạn Laikoki này, nói về cái dòng nhạn hoa đã thơm này, Koki nó còn thơm hơn. Và hai cái dòng này mặt hoa nó cực kỳ đẹp. Nó lai tạo được người Thái Lan, người ta lai tạo mới ra với nhau. Nó ra một mặt hoa nó siêu thơm. Cái dòng này hoa nó sẽ nở từ, nó nở rải rác từ tháng 5 dương cho đến Tết. Bây giờ mọi người chưa mua về có thể là mình kích hoa, bảo hành cho các bác là chơi được hoa Tết nhá. Hoa siêu thơm này. Mọi người ơi nhìn cây này, mít rụt rịt chưa. Bản lá to nhá, bản lá to. Đây là cái mặt hoa này là mặt hoa bói. Mặt hoa bói này. Đấy, mặt hoa bói nhá. Nó đẹp lắm, đây này nó chưa căng hết chứ nở căng hết là đẹp lắm. Bông mai nhá, bông mai này. Đấy, lưỡi tím này. Cánh là cánh bông mai đấy. Đẹp lắm cơ mọi người ơi, xuất sắc. Và hương thơm này thì nó cực kỳ luôn. Một chậu như thế này em Thúy chia sẻ cho mọi người giá là 170.000 một chậu. Các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Một chậu nó trung bình nó được tầm 9-10 cặp lá, nhưng em bán từ 8 cặp lá trở lên mọi người nhá. Và mọi người mua thì mọi người nhớ cho em cái cây này, trên cây này nó có bao nhiêu cặp lá thì mọi người đếm hết cho em nhá. Nhiều khi các bác là đếm có chọn lọc, đôi 4, 6, 8, 9, các bác đếm ra làm sao mà nó chỉ ra được 5-6 cặp thì em chịu các bác luôn. Bản lá to nhá mọi người nhá. Bản lá to, mọi người lưu ý hộ em nhá. Đấy, cứ mua 5 cây em Thúy miễn phí ship. Hàng siêu đẹp luôn nha các mọi người ơi. Gọi là siêu đẹp luôn nhá. Cái này về gãy cây cấy lên gỗ lũa để Tết để hoa thơm cực kỳ luôn. Dễ giữa, dễ là dễ gió nhá. Đẹp lắm lắm ấy ạ, xuất sắc luôn. Các bác nhìn này, trồng cái cổ lá này. Yêu chưa? Yêu cực kỳ luôn đấy ạ. Em giới thiệu tiếp với các bác một cái dòng vanda bụi. Vanda lá kim bụi nhá mọi người nhá. Đó, nó có sẽ có hai màu. Em cho các bác xem đây. Hình hoa thực tế ở tại vườn đây. Màu đỏ và màu đỏ này. Và đây màu vàng nhá. Đỏ và vàng nhá. Đó. Cái màu đỏ thì thi thoảng cây nó còn hoa, còn cái màu vàng thì hoa nó hết rồi. Một bụi nó trung bình nó có từ đây này, một cây cao này hoặc là một cây nhỏ, 2-3 cây nhỏ. Thế nó bụi tùy theo các bác lấy bụi nhá. Em Thúy sẽ xả cho các bác giá là hàng bụi như này. Em đi một combo ít nhất là 2 cây trở lên. Ít nhất là 2 cây trở lên. Ví dụ như cái bụi này này, các bác nào mà lấy riêng ấy thì là một cái bụi to như này là 150.000. Nhưng mà em sẽ kèm một bụi to và một bụi vừa vừa thì em vẫn để đồng giá cho các bác đây. Thí dụ như là cái bụi này là, đây các bác đợi em một tí. Đây bụi thì bụi vừa vừa đây. Nói chung là nó mang em tiếng, mang tiếng vừa vừa nhưng mà nó cũng ấy này. Nó cũng ấy. Em chia sẻ cho các bác bán đồng giá nhá. Đồng giá là 110.000 một bụi.
110.000 một bụi. Em đi đơn từ 2 bụi trở lên và giá trên chưa bao gồm phí ship. Trong trường hợp các bác mua 5 bụi, em thì sẽ miễn phí ship nhá. Các bác ơi, dễ này, yêu chưa này. Hàng này là ghép ra gỗ rồi, giá cực kỳ yêu luôn. Nói chung là về chơi hoa thì chơi, mà không thì để in nó cũng xanh, nó cũng xanh vườn nhá. Đây đây, đây em coi này, đây. Đây cái màu vàng nó ở đây đây. Sẽ có bụi to, bụi nhỏ tùy theo cây. Đây thì cái này màu vàng đây, màu vàng thì nó sẽ cây nó sẽ thưa hơn nhá. Đấy, một bụi nó chỉ được, nó đẻ được 2-3 con rồi đấy. Cứ 110.000 một bụi nhá các bác nhá. Toàn hàng bụi bám gỗ, giá cực kỳ rẻ luôn. Vanda lá kim nhá. Cái dòng này thì hoa nó ra quanh năm luôn các bác ạ. Hoa nó ra quanh năm luôn. Chơi nó cũng mát mắt luôn.